Tại Hoa Quả Sơn có một con khỉ là hầu tử hầu tôn của Ngộ Không, tên nó là Ngộ Nghĩnh. Một hôm, Ngộ Nghĩnh tình cờ đọc được một tối hậu thư do thiên đình gửi. Nội dung bên trong là: chào mừng anh em đã quay trở lại với Rock KPI. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái nhất của những chỉ huy nha. Chỉ huy trong Rock Kingdom thì nhiều vô cùng, nhưng đâu phải ai cũng biết mỗi chỉ huy có đặc tính khác nhau và mỗi người trong số họ đều đứng nhất ở một lĩnh vực nào đó. Không chần chừ nữa, chúng ta bắt đầu video ngay nào. Như chúng ta đã biết thì ở Hải Phòng có hoa cải, còn trong Rock Kingdom thì có hoa hậu. Để trang vương miện cho một người thì chúng ta cần các yếu tố là sắc đẹp, trí tuệ và hình thể. Về ngoại hình thì hầu như các nữ chỉ huy trong Rock Kingdom đều xinh đẹp tuyệt vời. Đấy là người ta hay bốc phét sẽ nói như vậy. Chứ theo mình thì Doan Pê chính là chỉ huy có ngoại hình ưa nhìn và khuôn mặt xinh đẹp nhất Rock Kingdom rồi. Mắt chị sáng, dáng chị hiền, nụ cười thì tỏa nắng, chị xiên thì không chừa phát nào rồi. Về mặt trí tuệ thì Doan Pê hiện đang là chỉ huy kỵ binh tiềm năng nhất với bộ kỹ năng mạnh mẽ, có bắp và đi bắp diện rộng, hồi nộ và tăng sát thương. Độc đáo nhất là khả năng tái sử dụng kỹ năng chủ động nhiều lần. Chỉ như vậy thôi đã đủ biết là Doan Pê xứng đáng là ngôi vị hoa hậu trong Rock Kingdom rồi, đúng không anh em? Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Nhưng với Scipio thì thương nhau lắm thì đấm nhau đau. Sở hữu vẻ ngoài cao to đen hôi, mình mà là con gái thì mình nguyện say đắm đến hơi thở cuối cùng trong đống cơ bắp cuồn cuộn này. Các cụ có câu là hãy yêu một cô gái có bàn tay nhỏ để cô ấy cầm vào cái gì cũng thấy to. Đối với Scipio thì khác, tay to là để cứu lấy thần dân của mình. Tay to không lo yếu đuối, bóp vô là hẹo mà mở ra thì sống. Đống cơ bắp của Scipio này không phải ngẫu nhiên mà có được. Đó là thành quả của những ngày tháng tập luyện chiến đấu hăng say, hoặc là uống whey protein, mình cũng không biết nữa. Giờ mà Rock Kingdom tổ chức giải Nam Vương thì mình nguyện hết lòng vote cho Scipio. Có cơ bắp là có tất cả. Như thế nào là một vị chỉ huy đa dụng? Chính là vừa đồn trú được, vừa kéo man được, thậm chí là mang đi đánh đồng cũng tốt nốt. Để mà hội tụ đủ những yếu tố trên thì đây đích thị là một vị chỉ huy hoàn hảo để bán mình cho tư bản. Hoặc đơn giản hơn, mình sẽ tạm gọi đây là một chỉ huy nô lệ cao cấp. Gia Cát Lượng chính là chỉ huy mà mình đang nói đến. Bộ kỹ năng có sát thương diện rộng 5 mục tiêu, lại còn gây sát thương vòng tròn, phù hợp để kéo man dợ. Đồn trú thì chống sầu quang cũng khá khá, đánh đồng thì khỏi bàn. Chúa tể kiếm kêu 4950 với lưu triệt luôn, không má nào chịu thua má nào. Ở đây thì chúng ta có thêm Ji Sung Ki là một phiên bản thu nhỏ hơn của Gia Cát Lượng. Cũng rất đa dụng, nhưng mà vì Gia Cát Lượng có sát thương tốt hơn và dâu dài hơn nên anh em biết là chọn chỉ huy nào rồi đấy. Tìm đâu ra một chỉ huy đáng đồng tiền bát gạo như thế này? Gia Cát Lượng mà đi xin việc thì nhà tuyển dụng chỉ có nước ở trải chiếu mời vào công ty gấp. Lương 5 triệu nhưng cái gì cũng biết làm, thậm chí làm tốt như thế này thì anh em còn chần chừ gì nữa mà chưa lên Gia Cát Lượng ngay và luôn thôi. Game này là game chiến thuật, không phải là game sinh tồn. Thế nhưng mà có một vị chỉ huy đã ra đời rất lâu về trước, nhưng mà hiện nay vẫn sống khỏe, thậm chí là còn đe dọa đến mạng sống của các chỉ huy sinh sau đẻ muộn. Cái tên mà mình đang nói đến đó chính là Vũ Ca của nhà bộ binh, là một vị chỉ huy mở đầu meta sát thương kỹ năng. Song thứ níu kéo Quan Vũ lại cho tới bây giờ đó chính là bộ kỹ năng giàu sát thương. Bỏ qua những điểm yếu như là máu giấy, ghép cọc không linh hoạt thì Quan Vũ vẫn rất bá đạo với khả năng làm câm lặng 3 mục tiêu. Meta bây giờ có phần chuyển sang sát thương trừng phạt và sát thương chuẩn. Thế nhưng mà sát thương kỹ năng vẫn còn đó rất nhiều đất diễn. Bởi lượng tướng có sát thương kỹ năng đến tận bây giờ là rất đông trong trò chơi, và Quan Vũ là một trong những kẻ đi đầu. Thế nên là chừng nào sát thương kỹ năng còn hiệu quả và kẻ địch vẫn phải dùng nộ để ra kỹ năng chủ động thì Quan Vũ vẫn cứ đeo bám ra giẳng như là chủ nợ hoặc là người yêu cũ của bạn vậy. Vòng đời của một vị chỉ huy trong Rock Kingdom sẽ trải qua nhiều giai đoạn dài, kể từ khi ra mắt cho đến khi lỗi thời và bị cuốn văng ra khỏi meta luôn. Nhưng mà trong thời gian đó sẽ có những vị chỉ huy tắc oai tắc quái, làm mưa làm gió một thời gian dài. Nhưng mà chỉ có Võ Tắc Thiên là dùng được đúng một mùa KVK, sau đó thì cất poster vào góc và khóc thầm thôi. KVK 2 thì chỉ huy này máu lửa tương bừng, cờ vàng hạ xuống là thấy nàng bên trong. Đồn trú ở KVK 2 thì chị Thiên làm trùm số 2, không ai dám nhận là số 1. Một khi chị mà đã thủ cờ thì mấy cưng chỉ có khóc bằng tiếng mán. KVK 2 thì không có vị chỉ huy trinh phạt nào. Vậy nên với bộ kỹ năng của chị đây thì chị sẽ cho mấy bé như là Alex Saladin biết thế nào sự phẫn nộ của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đã có tuổi. Bộ kỹ năng giảm sát thương kỹ năng nhận vào, tăng cường sát thương đòn đánh, có hồi phục, đặc biệt là có thể nhồi mít chúc thì quá bá đạo ở KVK 2 rồi. Tuy nhiên chỉ huy này chỉ có đất dụng võ được đúng một mùa KVK 2 thôi, thế nên đây là một chỉ huy gọi là ao meta nhanh nhất game rồi. Móc mỏ là một trong những chiến thuật mà không thể thiếu trong Rock Kingdom. Người vận dụng nó là một thiên tài, ông tổ của mọi loại binh pháp, còn người bị nó tác động sẽ xem đây là một thứ vô cùng tà đạo và khó chịu. Gương mặt đại diện cho chiến thuật già dơ nhất này chính là Tào Tháo. Là tướng kỵ binh vốn đã chạy nhanh, Tào Tháo còn được độ pô xe thêm cái nhánh tài năng linh động, giúp hắn ta hết ga hết số.
xe mẹ mua không đua thì mẹ hơi buồn. Một khi Tào Tháo sắp trận, nông dân như mấy con cún con nằm nghiêng giao nước chờ bị thu phục. Anh em nào muốn lĩnh hội đỉnh cao của chiến thuật này thì anh em có thể xem lại bí kíp bóc mỏ bất bại của chúng mình nhá. À mà giờ có thêm Belipe nữa, nhưng mà cao cao nó là logo của game rồi, nên thôi, dành top này cho cao cao anh em nhá. Như các bạn đã biết thì báo thủ Bailey từ khi ra mắt đã làm cho anh em kỵ binh suy yếu đi đáng kể. Vậy nên từ bao công xử án thì hôm nay mình sẽ hóa thành công an xử báo, liệt kê những tội danh mà con báo Bailey đã gây ra, ảnh hưởng tới danh dự và sự kiêu hãnh một thời liêm khiết của anh em kỵ binh. Belipe được gắn cho Mark là chỉ huy Prim, ngồi chung mâm với các chỉ huy khác như là Doan P, Scipio P và Herman P. Những chỉ huy này đều là những chỉ huy rất thành công và được đánh giá cao bởi bộ kỹ năng hợp meta và rất mạnh trên Open Field. Còn nhìn lại Belipe thì sao? Ngoài chuyên môn ra thì mọi thứ khác đều không có gì nổi bật. Tiếp theo thì Belipe là một phiên bản na ná với Nesky hoặc là hoa khứ bệnh, chẳng có gì đổi mới cả. Cũng là sát thương đơn mục tiêu, cũng có debuff ở đây là tăng nộ yêu cầu, nhưng debuff này quả thật là chẳng thấm vào đâu nếu mà so với khả năng trừ nộ nhánh tài năng trừng phạt. Về cơ bản thì trừ nộ trong buôn chiến cho một mục tiêu thì cũng không quá xịn sò khi đối phương bị hội đồng và bay màu nhanh lắm. Có ra chậm hay ra nhanh kỹ năng 1-2 lượt thì cũng không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả. Tóm lại thì đúng nhận sai cãi, Bailey là vị chỉ huy gây thất vọng nhất từ trước đến nay, đúng không anh em? Trong trò chơi, nhà phát hành đã tinh chỉnh sao cho bộ kỹ năng và nhánh tài năng có điểm chung. Ví dụ như là một chỉ huy đánh đồng có nhánh xanh, thường là nhánh kỹ năng hoặc là nhánh hỗ trợ để ra kỹ năng nhanh và kiếm được nhiều kill hơn. Chỉ huy công thành cũng tương tự, nhánh tài năng phải có nhiều sát thương thì mới thành công được. Đặc biệt là khi nhắc đến một vị chỉ huy đồn trú, đa phần sẽ là những chỉ huy có nhánh xanh, đó là phòng thủ để gia cố độ cứng cáp, trâu bò để chống lại những rally hoặc là bè lũ tay to swarm. Trong Rise of Kingdom có một chỉ huy đi ngược lại mấy định lý trên, đồn trú nhưng mà có nhánh tài năng linh động. Không ai khác chính là Zawiga, một vị chỉ huy kỵ binh đến từ Bình Dương. Anh em thì biết rồi đấy, nhánh linh động gần như là không có sát thương hay là các chỉ số phòng thủ, mà hầu hết đều tập trung vào một thứ duy nhất, đó là tốc độ di chuyển. Mà đồn trú thì lại là ngồi yên một chỗ, nên là hầu như không cần tốc độ di chuyển cho lắm. Có chăng là trong chế độ Osiris, việc đồn trú chạy nhanh thì để chiếm công trình trước cũng là một lợi thế. Với điểm độc lạ trên thì Zawiga vẫn đồn trú ổn định tại thời điểm mà cô ta ra mắt, nhưng cho đến bây giờ thì gần như là rất ít được sử dụng trên chiến trường rồi. Dù cho tình hình hiện tại kỵ binh đang ở trong hang ở dưới đáy, nhưng vẫn còn đó là một chỉ huy mang danh, đó là chiến tướng có sát thương đơn dồn mục tiêu kinh khủng nhất trò chơi. Hoắc khứ bệnh, đó là nỗi khiếp sợ của hung nô, mang trong mình bộ kỹ năng độc đáo với hiệu ứng gió thu lăng sơn, reset mọi hiệu ứng có lợi cũng như là trạng thái xấu mỗi khi kết liễu một mục tiêu. Các hiệu ứng có lợi của hoắc khứ bệnh cung cấp tới 55% sát thương kỹ năng, chỉ số tấn công cũng cao, đầu ra sát thương là vô cùng lớn, chưa kể là lượng nỗ yêu cầu chỉ có 850 khi có gió thu lăng sơn hoặc là 15 giây đầu trong giao tranh. Hoắc khứ bệnh cho tới hiện tại là một vị chỉ huy kỵ binh danh S, không thể thiếu trong đội hình của các bot và là chủ lực đáng gờm để tiêu diệt kẻ thù một cách nhanh gọn, không lòng vòng. Chính vì điểm mạnh này mà hoắc khứ bệnh luôn là một vị chỉ huy mở đầu cho mọi loại chiến thuật, tức là hoắc khứ bệnh luôn luôn là một vị chỉ huy được chọn mặt gửi vàng để sầu quam đèo anh em nhé. Cuộc đời Attila khá giống phụ nữ trong chế độ phong kiến, lúc thì lên voi, lúc thì xuống chó, khao khát một cuộc sống bình yên và tình yêu đích thực, nhưng mà không, phải có chút drama thì cuộc đời hắn ta mới được ghi danh vào sử sách. Attila từ lúc trà sân đã đấm vỡ mặt mọi thứ trước mặt hắn ta. Attila làm chùm meta lúc bấy giờ với sát thương đồ đánh cao, một thời gian sau thì lại bị các chỉ huy có sát thương kỹ năng bón hành. Rồi hiện tại thì khi sát thương trừng phạt lên ngôi, hắn ta tiếp tục bật nắp quan tài và diễn hài lần nữa. Cuộc đời Attila trong game thì trải qua rất nhiều biến động, nếu ai đam mê sử sách thì có thể thấy nhiều góc nhìn điện ảnh khác nhau từ tên hung thần này. Còn ai là anti fan của gã đồ tể này thì thôi, không trình bày gì nhiều. Đốt nhà người ta cho nhiều vào rồi giờ bị ghét thì vừa lòng lắm. Nếu anh em quan tâm hơn đến vị chỉ huy đầy tai tiếng này thì anh em có thể xem lại video huyền thoại Attila nhé. Và đó là những gì về top 10 những cái nhất của các vị chỉ huy trong Rise of Kingdom. Nếu bạn có phát hiện gì hay ho và thú vị hơn nữa, hãy comment ở phía dưới để cho chúng mình biết nhé. Đừng quên để lại cho chúng mình một like, một đăng ký kênh và bấm nút chuông để chúng mình có thêm động lực ra nhiều video hay ho hơn nữa. Mình là Bình Tĩnh, xin chào và hẹn gặp lại.